Hoàng. Dạ em Hiệp. Dạ. Đây là nhân viên của em. Kêu mấy đứa nó đầu xe ngoài kia đợi nhá. Là tôi thả làm đây hả? Dạ, em thả bên khu vực bên này này. Xong bây giờ vừa rồi mình thả 500 con á thì dạ. Không biết là tại hôm qua sáng nay mới người nói chuyện với ông hạt trưởng á. Dạ. Đi anh, đi về đây anh, em vào hôm nay để xin các xin. Dạ. Yêu này quá. Chào anh em nhá. Và anh em có thể nhìn qua cái khu vực bên này thì có rất nhiều ở đây có cái suối nhá, tre bên kia vườn đồi cần càn này, cái thung này thì rất thích hợp cho cái dòng chim trầu mào nó sinh sản, cũng như là nó sẽ tìm kiếm thức ăn ở đây, nên là mình sẽ thả đây một lường chim nha anh em. Chim thì mình bỏ trong lồng rồi, hôm nay mình sẽ thả nhá. Thả đây là thả vì đam mê anh em nhé, thả vì để cho môi trường nó còn có riêng chim, và sau này anh em thế mà sao có chim chơi nhá. Và anh em cho mình xin cái follow kênh nhá, để theo dõi những clip tiếp sau nhá, và cho mình cái động lực để mình còn thả thật nhiều chim nữa anh em nhá. Bây giờ thì bay đi các con. À đây. Ra đây nha. Đây. Quay đèn hồng cho tay cho mình đẹp. Còn nhiều lắm. Nó ăn cam nên là nó hơi ướt người tí này. Nói đi con, nói đi. Ôi trời, đại kích cửa lông. Thôi thả luôn đi. Thả lên bay. Được rồi. To. Chim to ngoan. Bay nha.